mừng toàn thể quý vị đã đến với chương trình truyền hình trực tiếp kỷ niệm 25 năm kênh VTV3. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB Bank. Thưa quý vị, chúng ta đang có mặt tại quảng trường những giấc mơ, là nơi gặp gỡ của rất nhiều những nhân vật tới từ khắp mọi nơi. Vâng, thưa quý vị, và ngay tại đây, cách đây ít phút và ngay bây giờ, chúng ta đang được gặp gỡ với những cô gái thật là xinh đẹp. Họ là Á hậu, Hoa hậu Việt Nam trong những thiết kế vô cùng và tinh tế. Đó là nằm trong bộ sưu tập Dreamers, những kẻ mộng mơ của nhà thiết kế Công Trí. Quý vị thân mến, cách đây 1/4 thế kỷ, kênh VTV3 đã được tạo dựng bởi những người trẻ đầy ắp mơ mộng, với sức trẻ, với nhiệt huyết, mong muốn tạo dựng nên một kênh truyền hình trẻ trung, mới mẻ, màu sắc, bổ ích, đầy ắp tính chân thiện mỹ. Và thật may mắn và thật hạnh phúc khi trải qua chặng đường 25 năm. Giờ đây thì kênh truyền hình ấy, VTV3 vẫn luôn nhận được sự yêu mến từ phía quý vị khán giả, là nơi chắp cánh cho rất nhiều những giấc mơ. Và thưa quý vị khán giả, sang tuổi mới, tất nhiên chúng tôi cũng có rất nhiều những mong muốn. Nhưng mong muốn lớn nhất đó làm sao để có thể đến gần hơn với quý vị khán giả, được lắng nghe quý vị nhiều hơn và được đáp ứng những tâm tư, nguyện vọng của quý vị một cách chân thực nhất. Chính bởi vậy, ngay bây giờ chúng tôi muốn mời quý vị hãy cùng theo chân chúng tôi trên chặng hành trình VTV3 ngay đây, một hoạt động rất đặc biệt đã được tổ chức ở rất nhiều tỉnh thành trên cả nước. Ngày phát sóng đầu tiên của VTV3 và cũng muốn cho game show VTV3 đến gần hơn với mọi người. Và ngay bây giờ VTV3 sẽ có mặt tại chợ cồn Đà Nẵng. Xin chào tất cả mọi người. Phần thưởng trực tiếp luôn cho những người có thể hát đúng bài hát sẽ là 500.000 đồng tiền mặt. Ca khúc đầu tiên sẽ là ca khúc Cuộc đời vẫn đẹp sao. Em nghĩ là sẽ có rất nhiều có thể người có thể hát được bài hát này. Một tiếng chim ngân, một làn gió biển. Một sớm mai xuân trước căn hầm ra chiến. Ô đây đã có khán giả đầu tiên. Thấy trời xanh sao xuyên ở trên đầu ta vẫn chung nhau một anh chàng dòng. Ta vẫn còn chung nhau một ánh trăng dòng. Ồ, rất tiếc khán giả đầu tiên nhưng mà vẫn chưa nhận được phần quà chương trình. Cô hỏi ngay lập tức là dành cho người tiếp theo ạ. Xin lỗi, đây là lần đầu tiên em dẫn chương trình ở hội chợ, không ngờ nóng thế này. Thay chợ xanh sao xuyên ở trên tàu tạng, hái hoa tặng nhau. Ôi con, đây là bông hoa dành tặng chị ạ. Vâng, vậy là người đầu tiên, đã người đầu tiên. Vâng, chị đi mất rồi, chị ơi, cho em phỏng vấn đã. Và bây giờ sẽ là bài hát tiếp theo của một câu hỏi lớn nữa. Và đây là người sau góc của tổ chức của VTV. Cùng hát vang lên câu ca chúng ta lên đường vượt trèo heo dốc. Cùng hát vang lên câu ca chúng ta lên đường vượt trèo heo dốc. Cùng hát vang lên câu ca chúng ta lên đường vượt trèo heo dốc. Một vòng quý cho người chiến thắng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với đáp án. Ê, ăn mốt kem này. Kem nó sắp chảy rồi. Chính người vinh quang đang chờ những ai dần đầu. Một vòng nguyên quê cho người chiến thắng. Vâng, mọi người quê người chiến thắng, chúc mừng anh. Cảm giác quá như thế nào ạ? Rất là hồi hộp. Mọi người đã ăn như em hát. Anh hồi hộp vì nữa anh cần 500.000 trong tay rồi. Em thì vẫn chưa ăn hết. Em có theo dõi cùng mọi người trong gia đình xem kênh VTV3 của mình. Olivia, đó là một trong những chương trình hot nhất. Chúc mừng sinh nhật VTV3. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ biên tập viên Diệp Chi. Chúng tôi đang có mặt tại làng văn hóa Playoff ở thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Sẽ là lần đầu tiên sân khấu chính của đường lên đỉnh Olympia xuất hiện giữa một không gian xanh mướt, có nắng vàng, gió mát như thế này.
Và bây giờ là lúc để chúng ta cùng chào đón bốn nhà leo núi của cuộc thi ngày hôm nay. Ở vị trí số 1 là bạn Trần Cao Nguyên đến từ lớp 11C8 trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương. Người đứng ở vị trí thứ 2 là bạn Romani, người dân tộc Gia Rai, đến từ lớp 11B6 trường Trung học phổ thông Pleiku. Bạn Nguyễn Phan Đình Huy là người đứng ở vị trí thứ 3 và Đình Huy đến từ lớp 11A2 trường Trung học phổ thông Pleiku. Người đứng ở vị trí thứ 4 là bạn Võ Thị Quỳnh Nga, học lớp 11C4 trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương. Thay vì phải trải qua đầy đủ 4 phần thi thì ngày hôm nay các bạn khởi động xong là thậm chí là có thể về đích luôn. Bây giờ thì bốn nhà leo núi của chúng ta đã sẵn sàng chưa ạ? Sẵn sàng. Theo lời ca khúc Tháng Ba Tây Nguyên, tháng 3 là mùa con gì đi lấy mật? Con ong. Đúng là như thế. Anh Hùng Núp là người dân tộc nào? Bana. Chính xác. Kênh BTV3 hiện nay được phủ sóng đến những khu vực nào trên đất nước? Cả nước. Chính xác. Đường lên đỉnh Olympia phiên bản đặc biệt được tổ chức ngay tại một buôn làng của người dân tộc Rai Tây Nguyên, cũng kịch tính không kém những cuộc thi diễn ra tại trường quay của Đài Truyền hình Việt Nam. Diễn biến hai vòng thi vô cùng gay cấn với nhiều cảm xúc. Nam sinh đến từ trường Trung học phổ thông Pleiku là Nguyễn Phan Đình Huy đã có cuộc bứt phá cực kỳ ngoạn mục để trở thành nhà vô địch. Có thể nói đây là một màn đăng quang có 1-0-2 trong lịch sử. Chúng ta sẽ hoàn toàn hãnh diện và khoe với mọi người là tôi đã vô địch một chương trình rất là đặc biệt của Đường lên đỉnh Olympia. Em hy vọng là ekip Olympia có thể tổ chức ra được nhiều chương trình như thế này hơn nữa để chúng em có thể tiếp cận và theo dõi ạ. Sắp tới thì học sinh của cô mong rằng sẽ có mặt ở chương trình của VTV3. Em chưa từng nghĩ là mình sẽ được lên truyền hình và lên chương trình mình yêu thích Olympia về tận nơi chúng em học và sinh sống. Em là vận động viên và mình là dân tộc thiểu số nên là mình nghĩ là mình không có điều kiện để tham gia các chương trình như thế này. Phấn khởi và vui và thật sự rất là hạnh phúc. Chúng tôi hy vọng rằng trong những năm tiếp theo chúng tôi còn có cơ hội để mang sân khấu thu nhỏ này tới với nhiều địa phương hơn nữa, để hiện thực hóa những ước mong của các bạn học sinh nơi đó là muốn một lần được góp mặt trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia, muốn một lần được chạm vào chiếc vòng nguyệt quế. Chúc mừng sinh nhật VTV3! Chào mừng quý vị khán giả quay trở lại với Quảng trường những giấc mơ, chương trình đặc biệt kỷ niệm 25 năm ngày lên sóng đầu tiên của kênh VTV3. Thưa quý vị, cách đây ít phút thì chúng ta đã được dõi theo và cổ vũ cho một cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia hết sức đặc biệt và đáng yêu. Đó thực sự là những hoạt động ý nghĩa và bổ ích với các bạn học sinh nơi đây. Ở đó thì chúng ta cũng đã lắng nghe các cô cậu học trò của chúng tôi chia sẻ là bản thân các em thì rất là thấy thú vị và chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ xuất hiện trên những chương trình ở trên truyền hình, trên sóng của VTV3 với tư cách là khách mời đáng yêu đến như vậy ạ. Vâng, tuy nhiên thì chị Hoàng Linh và quý vị khán giả thấy đấy ạ, cuộc sống là như vậy, luôn luôn đầy ắp những sự bất ngờ. Vậy thì tại sao chúng ta lại không nỗ lực? Tại sao chúng ta lại không cố gắng? Bởi vì biết đâu một ngày giấc mơ trở thành hiện thực thì sao? Và biết đâu một ngày những cánh cửa diệu kỳ sẽ mở ra để đưa chúng ta đến với những giấc mơ đó. Oh,
dừng. Là lúc nhìn thấu mọi thứ chân thật nhất. Con đường đó không dành cho kẻ yếu đuối. Tôi đã phải chạy mà không cần biết đường lui. Ngược xuôi bằng mọi cách như thể đây là lần cuối. Dù có như thế nào cũng không để tâm hồn này lạc trôi. VTV3 thử thách, VTV3 đương đầu. Chúng tôi như cả họa sĩ đang yêu mình trong bức tranh sơn dầu. Mặc kệ cách người ta nghĩ, sống ích kỷ em đặt lên nhau. Đừng nói những lời tiêu biểu mà nguyên liệu không có chiều sâu. Thôi thì mình hãy tung cánh, chẳng nên buộc mấy một ai. Thôi thì mình hãy tung cánh, chẳng biết gì phải nhập vai. Thôi thì mình hãy tung cánh, chẳng biết gì phải hoang mang. VTV3 rộng cửa để những giai điệu này vang vang. Số tài khoản free giống y số điện thoại, hoàn toàn miễn phí tại app MB Bank. Số tài khoản free giống y số điện thoại, hoàn toàn miễn phí tại app MB Bank. Trong một thời gian rất là gấp với những cái điều kiện thiết bị rất là eo hẹp, nhưng mà lại có một nhiệm vụ là ra một cái kênh chương trình hoàn toàn mới, đó là VTV3. Quý vị và các bạn đang xem chương trình VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam. Mọi chuyện đều phải xảy ra trong một cái bối cảnh chung. Giấc mơ VTV3 nó đã được sinh ra trong một hoàn cảnh thế nào? Vào cái thời mà bao cấp một chiếc đổi mới thì mọi người đều sống giống nhau. Và lúc đó thì chúng ta chất chiêu từng cái món ăn một. Ở đây tôi nói cả món ăn về vật chất mà kể cả những món ăn tinh thần. Rất quý từng cái món ăn một mà chúng ta có. Chúng ta nhớ năm 96 lúc bây giờ là có một cái sự phát triển rồi, cả về mặt kinh tế, cả về mặt xã hội. Cho nên là cái nhu cầu ấy, được thưởng thức các món ăn khác nhau về mặt tinh thần ấy, nhu cầu đã khá lớn. Việt Nam 1996, 10 năm sau đổi mới. Đời sống vật chất của phần lớn nhân dân được cải thiện. Trình độ dân trí và mức hưởng thụ văn hóa cũng được nâng lên. Đại hội lần thứ 8 của Đảng năm 1996 khẳng định văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Mọi hoạt động văn hóa, văn nghệ phải nhằm xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người Việt Nam về tư tưởng, đạo đức, tâm hồn, tình cảm, lối sống. Sự xuất hiện kịp thời của VTV3 lúc bấy giờ mang tới một làn gió mới thông qua những chương trình giao lưu, văn hóa, các thông tin thể thao, giải trí, kinh tế hấp dẫn, thú vị. VTV3 lên sóng truyền hình quốc gia được bình chọn là một trong 10 sự kiện văn hóa xã hội nổi bật năm 1996 trong sự đón nhận và ủng hộ của công chúng. Tất cả các chương trình ngày xưa của VTV3, nếu bạn nhớ lại, nó đều có một cái gì nó 9, tươi mát và lành mạnh. 9,5, 9, 8,5. Thứ hai là một cái cảm xúc tích cực. Cái điểm thứ ba là nó mạnh dạn, không gò bó trong những chọn cái khuôn khổ cũ. Hình như là nghề tình báo chọn bác. Bộ đội trả về, bị thiếu súng mà. Cái điểm cuối cùng là tôi muốn nói là nó ấm áp và nó
chân thành, chân thực. Chào mừng các bạn đến với chương trình Ở Nhà Truyền Nhật. Đã làm cho phái nữ của chúng tôi thật tự hào. Rất chính xác và hồn nhiên. Ở VTV3 nên là một cái nơi cộng hưởng như thế, cộng hưởng cái khát vọng của người xem và kể cả cái ý tưởng từ người xem, cộng hưởng với lại cái ý tưởng của người làm chương trình. Khi nào có sự cộng hưởng ấy thì bạn sẽ có còn trưởng thành. Cá nhân tôi thì nghĩ rằng là làm sao để mà những giấc mơ ấy nó phải cộng hưởng chung với giấc mơ của đất nước, giấc mơ của người dân Việt Nam. Chào quý vị và các bạn, tôi là Đặng Diễm Quỳnh, biên tập viên đến từ kênh VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam. Quả thật hôm nay, sau 1/4 thế kỷ đứng trên sân khấu này, đứng trong cánh gà, nghe những người đồng nghiệp lớn của mình nói về ngày đầu tiên thành lập VTV3, tôi vô cùng xúc động hơn rất nhiều sau mỗi một lần lên hình gần đây nhất. Bởi vì tôi nhớ về những ngày tháng tuổi trẻ của mình. Tôi đến với VTV3 năm tôi cũng tròn 25 tuổi. Khi đó tôi cũng thường xuyên đứng trên sân khấu, mặc những chiếc váy xinh như thế này, cùng với MC Anh Tuấn, mỗi tối thứ sáu cùng với quý vị và các bạn. Và ở VTV3, tôi có thêm rất nhiều đồng nghiệp, họ cũng trẻ trung, cũng đầy nhiệt huyết như tôi thời đó. Chúng tôi mò mẫm, tìm kiếm thông tin, tìm hiểu kiến thức để làm từng chương trình một bằng tất cả sự đam mê và mơ ước của mình. Và chúng tôi gọi đó là những năm tháng đẹp nhất của thời thanh xuân của mình. Bởi vì ở đó, chúng tôi tìm thấy những giá trị, những chương trình ca nhạc, những chương trình phim, những game show trò chơi gặp gỡ truyền hình đã trở thành ký ức không bao giờ quên trong thanh xuân của hàng triệu khán giả. Điều đó ý nghĩa vô cùng. Và ngày hôm nay, cùng với tất cả quý vị khán giả, mỗi chúng tôi, những người đã từng là một tế bào nhỏ bé của kênh VTV3, lại nhớ về những ký ức không quên đó. Quý vị hãy cùng chúng tôi gặp lại những con người đã từng thân thiết cùng chúng ta trên sóng VTV3. Không nước ép nhé. Gặp lại nhau bây giờ anh em mình già quá rồi nhỉ? 40-50 anh ạ. Công việc giờ này có ổn định không em? Em bây giờ ra huấn luyện rồi. Nhớ lại những cái thời kỳ khi mình còn thi đấu đỉnh cao ấy. Đặc biệt là những cái giải đấu ở nước ngoài như Tiger Cup hay là SEA Games hay vòng loại World Cup ấy. Truyền hình Việt Nam và đặc biệt VTV3 đã truyền hình những giải đấu đó rất là có chất lượng, kéo anh em mình cũng đến với người hâm mộ nhiều hơn. Và đặc biệt thì cũng biết được những em mộ theo dõi anh em mình như thế nào, cũng đi báo rồi cũng hò hét cổ vũ rất là hào hứng đúng không? Và Hồng Sơn tin rằng bóng đá là một món ăn tinh thần không thể thiếu được của tất cả các cái thế hệ khán giả trên VTV3. Còn em? Xem bóng đá các anh, bọn em mơ ước lên VTV3 nhiều như bọn anh ấy. Thế thì cuối cùng cái giải VTV Cup đầu tiên của bọn em năm 2004 là bọn em cũng được truyền hình trực tiếp trên VTV3. Thực sự là cái giải đấu đấy rất là cảm xúc khi mà được tất cả người dân hâm mộ trên cả nước coi như là mang đến cái động lực cho bọn em để thi đấu. Thành ra em cảm thấy cái ấn tượng nó không thể quên nổi. Ngoài cái bóng đá với bóng chuyền ra ấy, với tất cả các môn thể thao, khi mà được truyền hình trực tiếp, cái tình cảm của khán giả dành cho các vận động viên đấy là một cái động lực mà để cho vận động viên thi đấu hết sức mình để giành được quyết tâm cao nhất. Chị cảm ơn. Nước của em rồi. Nghĩ lại bây giờ vẫn hồi hộp anh nhỉ? Hồi hộp, quá hồi hộp. Mày cứ treo U. Thôi bây giờ không treo U nữa, bây giờ con hỏi này. Thế bây giờ là U đang làm phim nào mới nhất rồi? Thì đang làm cái Trở Về Dưới U Thương, quay vào vui vui quá là vui đó. À rồi. Phim đấy con không bỏ tập nào đấy. Không bỏ tập nào. Không bỏ tập nào. Cảm ơn nhiều. Nhưng mà U vẫn nhớ những ngày đầu của VTV3. Hồi đấy U làm phim Văn Nghệ Chủ Nhật. Nhưng mà ấn tượng là cái series là Thư Giãn, đúng không? 1-2 phút và 3-4 cái tiểu phẩm mà nó rất là viên và khán giả rất đón đợi. Thế mà thậm chí người ta yêu mến ra đường người ta toàn gọi là bà Co Giãn. Ông nói đến cái Thư Giãn thì con còn nhớ cái nhạc hiệu của chương trình Philip Hắc. Đúng rồi. Hồi vào mà con nói những cái đấy con thật là con yêu U này, con yêu bác Phạm Bằng này, bác Văn Hiệp này. Đấy rồi bác Trịnh Mai. Đấy, đó là tuổi thơ của bọn con đấy. Cứ hào hức đến chờ đến buổi chiều cuối tuần để được xem cái Thư Giãn đấy. Cảm ơn. Thế nhưng mà khi mà xem cái đấy xong thì con mẹ lại có một cái ước ao là
nhìn mọi người trên TV thế này sướng quá, không biết bao giờ mình mới được xuất hiện, mình mới được một lần xuất hiện, mình không dám nói là được xuất hiện thường xuyên. Thế nhưng mà cuối cùng đúng là duyên, cầu được ước thấy, may mắn thế nào con lại được tham gia cái bộ phim Trận Án. Vai Việt Anh làm mà tôi rất ấn tượng đấy là Cao Thanh Lâm. xem nhiều chứ. Và khi cái Cao Thanh Lâm đấy thì con may mắn được mọi người công chúng yêu mến, khán giả đón nhận cái vai diễn đấy và gọi là sống cùng với vai diễn đấy, thì thật sự nó là một cái điều mà thật sự đến giờ phút này nghĩ lại vẫn thấy hồi hộp và vẫn thấy nó một cái gì đấy nó thiêng liêng khó tả lắm. Muốn nói gì thì nói, rất cảm ơn VTV3 là cầu nối cho anh chị em nghệ sĩ chúng tôi đến với công chúng. Và không gì hạnh phúc và sung sướng hơn khi hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, cứ sau một ngày lao động mệt nhọc, cả nhà và người người đón đợi những cái bộ phim ở trên màn ảnh nhỏ. Đó là niềm hạnh phúc nhất của nghệ sĩ chúng tôi. Ô, chú Bạch. À, đây. Ôi, bé ơi. Chụp kiểu kỷ niệm của anh với cả U ấy. Lâu lắm rồi, hai U con mới được gặp nhau. Tôi rất là tự hào được là một phần của những thế hệ đầu tiên tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Tôi cảm thấy là trong 20 năm qua, chương trình Olympia của VTV3 đã giúp chúng tôi được thực hiện giấc mơ tiếp cận tri thức khoa học của thế giới. Hơn 20 năm Olympia cũng là hơn 20 thế hệ được truyền cảm hứng học tập và nuôi dưỡng khát khao chinh phục. Nhân dịp này, tôi xin được cảm ơn VTV3 đã tạo ra nhiều chương trình hay, hấp dẫn, thú vị để lan tỏa tri thức và niềm vui cho mọi người. Xin cảm ơn. Các chương trình Con đường âm nhạc Sao Mai thì tôi thấy là VTV3 đã giới thiệu được với công chúng nhiều tác phẩm của các tác giả thế hệ tôi, rồi giới thiệu công chúng một cái thế hệ ca sĩ trẻ mới sau Thanh Lam, Hồng Dung, đó là thế hệ của Tùng Dương, Khánh Linh. Và đặc biệt chương trình Bài Hát Việt tôi tham gia thì tôi thấy đã giới thiệu được thế hệ nhạc sĩ sau bọn tôi rất là tài năng như anh Lê Minh Sơn, rồi cô Giáng Son, Nguyễn Đức Cường, Lưu Hà An, Dương Cầm vân vân, rất là nhiều tên tuổi. Các anh đang là nhân vật chính của cái âm nhạc bây giờ. Anh Thủ ơi, à, anh rồi. Bên này à. Anh. Rồi, chú. Rồi. Ôi, chồng chú vẫn phong độ lắm, thể thao. Rồi. Em chúc sức khỏe anh. Rồi, cô. Rồi. Con thật lâu, cha muốn hôn lên mái đầu. Con yêu ơi, mong con luôn được bình yên.
dù còn đó vang vọng bốn bề nơi tim con, lời dù mãi ghi nhớ âm thầm. Thời gian trôi qua thật mau, bóng dáng mẹ đã phôi phá theo tháng ngày, và giờ mỗi đứa một phương, bao nhiêu giọt yêu thương đã chia hết rồi. Lời ru xa rồi, giấc mơ thơ ấu. Cảm ơn con nhé, người con dấu yêu, từ ngày mang đến cho cha niềm vui tiếng cười. Nhìn thấy con thành công, vững bước trên đường đời, trong tim cha ngập tràn niềm hạnh phúc. Cảm ơn con nhé, người con dấu yêu, rồi thời gian sẽ đưa cha về nơi rất xa. Cha muốn ôm con thật lâu, cha muốn hôn lên mái đầu. Con yêu ơi, mong con luôn được bình yên. Vẫn mong cho con ấm êm một đời, hạnh phúc khi con cười, yên lòng khi thấy con vui. Mẹ ta nâng con dậy khi con đã trên. Cho tóc đã pha màu buồn, cho dù mắt nhắm tay buồn, dành cho con hết mọi nguồn yêu thương. Mẹ yêu, ơi mẹ yêu, Mai Hương và chị Uyên Linh xin gửi lời chào tới tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay cũng như là quý vị khán giả đang xem chương trình truyền hình ngày hôm nay. Dạ, xin gửi lời chào tới tất cả quý vị ạ. Bây giờ hai chị em cùng ở trên sân khấu thì chia nhau ra, một người sẽ cảm ơn, còn một người thì sẽ chúc mừng. Thì Linh xin phép thay mặt cho Văn Mai Hương, hai chị em Linh cảm ơn VTV, cảm ơn Việt Nam Idol 10 năm trước. Tự nhiên nổi tiếng giờ sung sướng quá trời. Tự nhiên nổi tiếng giờ sung sướng quá trời. Linh nói đùa thôi ạ. Nếu như không có VTV3, không có Việt Nam Idol thì không có chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn rất nhiều. Đối với em, hành trình trải nghiệm 10 năm qua nó rất là quý giá. Được gặp các cô chú, các anh chị, chắc sẽ chỉ có một cái lời chúc này. Chúc cho tất cả cô chú, các anh chị sẽ thật là khỏe mạnh, thật nhiều sức khỏe, thật nhiều sự sáng tạo hơn nữa, để chúng ta sẽ còn gặp nhau, còn yêu thương nhau thêm thật nhiều những năm nữa. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Hai em, hai em hát hay quá, hát hay. Rồi, quá xin chữ ký nữa hả? Dạ, anh chữ ký. Vẫn mê hả? Gì đây anh? Cho anh xin chữ ký. Chữ ký vào kia đúng không? Hợp đồng với lại cắt xê hôm nay ký luôn cho anh biên nhận. Nhận liền không anh? À, nhận liền không anh? Tờ này là của anh Huy Tuấn. Đây, để ký giúp anh với. Cảm ơn em. Linh ký vào đây cho anh với. Các em thông cảm bây giờ. Sao anh gấp vậy anh? Đài neo người lắm nên là một mình anh phải làm mấy việc. À, anh nhờ tí này. Cầm luôn cái này ra cái chỗ cái có cái cột ánh sáng ấy kìa. Nhờ cái anh ánh sáng hôm nay anh ấy làm chủ nhiệm, anh ấy phát tiền cát xê luôn, cầm giúp anh. À rồi, rồi một công đôi ba năm việc. Rồi. Hôm nay là truyền hình hiếm người quá. Nhanh nha, anh còn làm việc của anh cái. Okay. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Ai là tỷ phú. Và thưa quý vị, trong số đầu tiên của Ai là tỷ phú ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu người chơi của chúng tôi, anh Tự Long đến từ Bắc Ninh. Xin mời anh. Chào anh. Chào anh, chào anh. Xin chào anh ạ. Thật là xúc động khi mà chương trình biết rằng là tôi hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật truyền thống nên đã đổi cả nhạc hiệu của chương trình. Rất là xúc động, cảm ơn chương trình. Tôi nghĩ là không phải đâu, chắc là có sự nhầm lẫn gì đấy. Chắc là cái anh âm thanh lại đang ra cổng đài lấy xôi cho đội múa.
Hình như là chị Trang Điểm đang ngồi bấm hộ nên cũng có chút nhầm lẫn, xin lỗi anh. Tức là nhầm đấy ạ. Hơi nhầm một chút ạ. Vâng, thực ra thì tôi phải nói thật, nhầm thế này là mất vui đấy. Thế tôi cảm thấy mất vui. Vâng, thế anh đừng nóng ạ, xin mời anh ngồi ghế nóng. Vâng. Anh thông cảm, từ xưa đến nay cơm tôi còn chẳng ăn nóng, tôi không muốn ngồi ghế nóng. À thế ạ, vâng. Nguội rồi đấy ạ, à, mời lên ghế nguội ạ, vâng. À nguội rồi hả? Vâng, mời lên ạ. Vâng, thế để tôi lên. Từ lúc anh bảo cái là tôi lên ghế nóng mà nó nguội hẳn đấy này. Vâng ạ. MC là chân lý mà anh. Vâng. Thưa quý vị, ngày hôm nay của chúng tôi với chương trình Ai là tỷ phú, sau khi đài đủ tiền để nâng phần thưởng lên thì chúng tôi đã nghĩ ngay đến anh Tự Long. Và anh Tự Long thân mến, anh có biết là tại sao anh lại được mời là người chơi đầu tiên của chương trình Ai là tỷ phú không ạ? Dạ cái này phải hỏi đài chứ làm sao lại hỏi tôi. Là vì đài mời tôi nhưng mà tôi có lý do riêng của tôi. Vâng. Tôi nghĩ rằng là đối với tất cả khán giả trên cả nước và ở khắp Nam Châu thì tôi nghĩ tôi là người đặc biệt nhất vì tôi xem VTV3 và có thể nói là lâu năm nhất. Thế ạ? Vâng. Anh có nhớ chính xác từ thời điểm nào không ạ? Chính xác tôi xem VTV3 vào lúc là giờ là 9 tí. Vâng. Tháng Tân Mão năm tháng Tân Mão, ngày Đinh Mão và năm Bình Tý. Vâng, anh có thể là bớt đổi sang năm dương lịch được không ạ? Tức là ngày 31 tháng 3 năm 1996 đấy. À vâng, đấy anh cứ nói thế cho dễ. Vâng. À, thế ngày đấy tại sao anh lại có cái thành tích là xem VTV3 nhiều như vậy ạ? Hôm nay chia sẻ thật có được không? Anh cứ nói thật đi ạ, chương trình này của chúng tôi rất thoải mái. Thực ra cái này là do là vô tuyến nhà tôi nó hỏng. À, thế ạ, vâng. Chả xem được kênh gì ngoài cái kênh VTV3. À, vâng. Thế cho nên là tôi cứ xem mãi cái kênh đấy, thế cuối cùng là thành nghiện, xong cũng chẳng xem kênh gì khác ngoài VTV3. À, thế ạ, vâng. Có thể nói là tính đến giờ phút này thì tôi xem VTV3 được khoảng độ 105.257 phút 60 giây. 60 giây, vâng. Vâng. Trừ chương trình ngày hôm nay ra thì chính xác là như thế đấy. Vâng, quả là một thành tích đáng để chúng ta dành một tràng pháo tay. Cảm ơn. À, đây là lý do mà chúng tôi mời anh Tự Long là người đầu tiên đến với chương trình Ai là tỷ phú. Và anh đã sẵn sàng đến với câu hỏi đầu tiên của chương trình chưa? Vâng, cũng hơi run vì giải thưởng chương trình cao quá. Vâng, nhưng mà, vâng cũng thưa anh mà. Là có hai gói câu hỏi dễ và khó. Anh thích chơi câu hỏi nào? Vâng, đương nhiên thì những người đi chơi như tôi thì tâm lý bao giờ cũng giống nhau. Người ta làm từ không đến có và chơi từ dễ đến khó. Cứ vâng. Cho tôi câu hỏi dễ đi. Bộ câu hỏi dễ. Vâng. Xin tiết lộ luôn với anh là câu hỏi này có liên quan đến chương trình Gặp Nhau Cuối Năm và Gặp Nhau Cuối Tuần. Ôi thế thì cái này đúng là dễ với tôi rồi. Vâng, vâng, cảm ơn chương trình rất nhiều. Vâng. Chắc là người chơi đầu tiên chương trình có ưu ái. Vâng. Vâng. Và câu hỏi đầu tiên dành cho anh Tự Long. Xin anh hãy cho biết đã có bao nhiêu người làm nên chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần và Gặp Nhau Cuối Năm. Phương án A 444 người. Phương án B 555 người. Phương án C 666 người. Hay là phương án D không đếm được. Mời anh. Thực ra lúc đầu thì nghe cái câu hỏi của chương trình thì tôi nghĩ là nó hợp với tôi. Vâng. Nhưng mà nó chả dễ tí nào anh ạ. Vâng, dễ với người này thì khó với người kia. Anh cũng thấy bình thường thôi ạ. Vâng. Thực ra trong suốt quá trình làm việc ấy thì tôi cũng quen rất nhiều anh em đồng nghiệp là nghệ sĩ. Nhưng mà hỏi chính xác bao nhiêu người vì nó còn liên quan đến người phụ diễn, người diễn chính, họa sĩ, rồi biên đạo múa, rồi diễn viên múa, rồi rất nhiều những cái bộ phận khác. Đúng. Bây giờ hỏi chính xác thì nói thật sự là khó quá anh ạ. Nếu như trong trường hợp khó quá anh có thể sử dụng quyền trợ giúp. Nhưng mà thường thì phải trả lời sau 4 câu mới được trợ giúp chứ ạ? Không, chương trình này ngay từ câu 1 anh được quyền trợ giúp ngay. Thế anh cho tôi trợ giúp luôn đi. Vâng, anh định dùng quyền trợ giúp gì ạ? Cho tôi gọi điện thoại cho người thân. Anh định gọi cho ai? Tôi gọi cho anh Thắng á. Vâng, thưa quý vị, quả là một chiến thuật rất thông minh. Anh Thắng hiện nay đang công tác ở trong tổ bảo vệ của đài nên anh nắm rất rõ là những người ra vào đài trong từng chương trình một, nên là hỏi anh Thắng là một lựa chọn rất là sáng suốt của anh Tự Long. Không không, anh có nhầm, không phải đâu, không phải anh Thắng đấy. Anh Thắng đấy là người của đài mà chương trình này đài đưa ra thì chắc nếu mà nhờ người của đài tư vấn thì kiểu gì anh sai. À. Nên là giữ tiền cho đài mà. Vâng. Nên chắc chắn là tôi không nhờ anh Thắng đấy. Vâng. Và tôi nhờ anh của tôi là anh nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng ạ. Nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với nghệ sĩ Quang Thắng. Xin chào bạn Hiền. Chào bạn Hiền. Ơi. Đang quay phim. Thôi. Ơ biết câu hỏi. Trả lời luôn đi, trả lời luôn nhá. Bạn Hiền ơi, bao năm đêm mãi chẳng hết. Biết bao tháng ngày. Trả lời đi. Bao nhiêu diễn viên. Còn 13 giây bao đấy. Bao nhiêu đóng góp thầm lặng. Trả lời đi, còn 10 giây. Niềm vui cho cuộc đời. Không phải hát nữa. Đến sao. Anh trả lời đi. Thế nhá. Ơi xin chào, bye bye. Hết giờ. Bài Bức Thư Tình đầu tiên của Đỗ Bảo ạ. Vâng.
Ồ, giờ tôi mới biết là anh Quang Thắng anh lại thích hát đến mức độ như thế. Ờ, vâng. Ờ, dù sao thì tôi nghĩ là có thể anh ấy đang hát đoạn đầu, sau đó anh mới vào cái đoạn thống kê ca sĩ. Nhưng rất tiếc, chương trình chỉ có 30 giây dành cho người chơi và người trợ giúp. Vâng, bảo anh ấy trả lời thì anh lại hát. Vâng, thế bây giờ câu trả lời cuối cùng của anh là gì? Bố thằng nào mà đếm được. Như vậy là phương án D. Không, tôi nói với anh là cái chương trình đưa ra cái đáp án cho bắt tôi trả lời cái đáp án đấy thì bố thằng nào mà đếm được. Vâng, bố thằng nào thì đếm được, tức là phương án D, không thể đếm nổi, đúng không ạ? Thì đấy là của chương trình, còn tôi thì tôi xác định là bố thằng nào mà đếm được. Vâng, chúng tôi chốt đấy là phương án D. Vâng, xin cảm ơn anh đợi một chút. Xin chúc mừng anh, phương án của anh hoàn toàn chính xác. Ôi, tức là đáp án của chương trình là bố thằng nào đếm được? Không, chính xác là không thể đếm nổi. À thế à? Vâng, thưa quý vị, chương trình gặp nhau cuối tuần và gặp nhau cuối năm đã từ rất lâu rồi, đã làm nên rất nhiều tên tuổi của các nghệ sĩ, nhưng mà thực sự bây giờ để ngồi thống kê lại xem bao nhiêu người đã tham gia với chương trình đấy thì nói thật với quý vị các bạn đó là điều không tưởng. Bởi vì từ những người rất nhỏ đóng góp ở trong hậu đài rồi vân vân rất nhiều khâu, hay thậm chí cả những biên kịch thầm lặng như chúng tôi cũng không ai thống kê được. Nên là rất là nhiều. Tức là tôi đã trả lời đúng được câu vừa rồi đấy ạ. Vâng ạ, chúng ta dành một tràng pháo tay để chúc mừng anh Tự Long đã trả lời xong câu đầu tiên của chương trình Ai Là Tỷ Phú. Đúng là không thể tính được. Vâng. Thật là bất ngờ. Vâng. Thế thì tôi được bao nhiêu tiền rồi ạ? Anh chưa được đồng nào cả, tại vì chương trình của chúng tôi là theo chiến lược là được ăn cả ngã về không. Thế nên anh phải trả lời hết được tất cả các câu hỏi của chương trình thì anh sẽ được 1 tỷ. Còn nếu anh chỉ cần sai một câu là anh sẽ ra về không đồng nào cả. Thế thật, chương trình đúng là khó khăn thế. Như vậy là anh đã vượt qua câu hỏi đầu tiên, anh đã sẵn sàng đến với câu hỏi cuối cùng chưa? Ôi, này. Dạ. Anh có nhầm lẫn không đấy, sao thì vừa đầu tiên phát lại cuối cùng luôn là thế nào? Anh thông cảm, bây giờ là đài tính theo đầu chương trình nên là chúng tôi chia nhỏ ra để cho được nhiều số. Thế à? Vâng. Chỉ có 2 câu thôi. Vâng. Xin mời anh đến với câu hỏi cuối cùng, anh sẵn sàng chưa? Vâng, vâng. Của tôi cũng hơi run đấy. Vâng. Câu hỏi cuối cùng của chương trình Ai Là Tỷ Phú dành cho anh Tự Long. Sau 25 năm hình thành và phát triển, trong tương lai VTV3 sẽ phát triển theo những định hướng nào? Có 4 phương án: A, B, C và D. Mời anh. Anh mời cái gì ạ? Câu hỏi của chương trình là xin mời người chơi điền vào 4 đáp án cho câu hỏi vừa rồi. Sao lại oái oăm thế? Thì thế nó mới là chương trình. Cho người ta chọn là chọn phương án A, B, C, D thì phải có phương án để trả lời, chứ lại bắt điền luôn cả đáp án vào đấy. Vâng, thôi anh điền đi ạ. Đấy là quy định của chương trình, tôi không biết làm nào. Bây giờ có 4 phương án A, B, C và D, anh chọn đi ạ. Chưa bao giờ tôi thấy kiếm 1 tỷ mà nó lại khoai như thế này. Đương nhiên, vâng. Sương quá anh ạ. Vâng. Thực ra thì đúng là khó quá. Nhưng mà theo cái tư duy của tôi, cái người mà xem V3 25 năm rồi. Vâng. Thì tôi có thể... anh có thể sử dụng quyền trợ giúp. Tôi vẫn được quyền trợ giúp à? Vẫn còn quyền trợ giúp. Anh có thể hỏi ý kiến các nhà thông thái. Ui hay quá. Thì vâng, cho tôi xin sự trợ giúp là hỏi ý kiến các nhà thông thái đấy ạ. Vâng ạ, hôm nay chúng tôi có 2 nhà thông thái. Dạ. Đó là một siêu nhà báo. Vâng. Chị Lo. Và một anh siêu đạo diễn là anh Hà. Chúng tôi hay gọi thân mật là chị Lo và anh Hà. Này anh ơi, đây là những người đã gắn bó với V3 rất là lâu năm rồi nên anh yên tâm. Nhưng mà nhà thông thái nhưng mà tên gì lại đặc biệt thế, tên là Hà mới lo. Thì lo chị... là lo lắng là Hà. Dạ, là vâng, hê đấy ạ. Chị hay lo lắng và một anh thì cũng hay hả theo kiểu là họ đa nghi thôi ạ. Vâng, thế thôi anh cho kết nối với cả 2 nhà thông thái đi ạ. Vâng ạ, xin mời anh Hà và chị Lo. Vâng. Thế nói oăm nhỉ. Úi giời. Này trả lời cho anh cái câu hỏi biết rồi đấy. Nhá, em cho anh biết cái đáp án nó là như thế nào với. Ngày đó. Lại hát tiếp ạ. Sao chương trình làm sao nhỉ? Sao đấy anh phải lắng nghe vào. Tại vì chương trình chúng ta là những kẻ mộng mơ, người ta sẽ hát. Đâu chỉ dằm ba mộng, trong lòng chỉ mơ với mộng. Đấy, rất là mơ mộng. Ôi giời. Đang hồi tưởng. Nhưng mà tôi còn đang hồi hộp, phải trả lời đi chứ cứ hát mãi thế này à. Tư vấn đi em ơi. Đấy, mang lại nguồn thu đấy. Mỗi ngày lớn dần chương trình cũng nhiều ước mơ. Lúc xưa đến nay chúng ta đã có hết. Đang sốt ruột quá, trả lời đi em ơi, tư vấn hộ. Sao thế nhở? Vẫn có đấy. Niềm tin cho xã hội. Hay quá, ôi. Okay. Xin cảm ơn 2 nhà thông thái. Như vậy là anh có thể thấy là tuy họ trình bày khá mộng mơ, nhưng mà họ cũng nói luôn là có 3 phương án ở trong đấy.
Và anh thân mến, nói thật là đoạn vừa rồi là quá 30 giây, đáng sao chưa được cắt rồi, nhưng hai đối tượng này chúng tôi không dám cắt. Vâng, nên là chúng tôi để nguyên bài thế. Thực ra là theo cái sự tư vấn của họ thì tôi nghĩ thế này. Vâng. Nếu mà bằng kinh nghiệm của tôi 25 năm xem VTV3 cho đến bây giờ thì tôi nghĩ là VTV3 trong tương lai thì chắc chắn phải có tính giải trí và tính thẩm mỹ rồi. Tính giải trí và thẩm mỹ, phương án A, rồi. Sao anh lại cứ quy định đấy là phương án luôn à? Thì tôi đặt luôn đấy cho anh cho tiện, phương án A, rồi. Tính thế giải à? Trí và thẩm mỹ, tiếp tục. Thế còn cái thứ hai nữa, theo cảm nghĩ của tôi thì tương lai 25 năm tới thì chắc chắn phải có tính giáo dục và tính định hướng rồi. Giáo dục và định hướng, phương án B. Rồi, phương án C là gì ạ? C à? Còn cái thứ ba nữa thì tôi nghĩ rằng là chắc là nó phải liên quan đến vấn đề là cookbook càng nhiều tiền quảng cáo càng tốt đấy. Liên quan đến doanh số, phương án C. Rồi, phương án D là gì ạ? Thực ra anh chỉ nghĩ được ba cái đấy thôi chứ còn bây giờ nghĩ thêm được cái gì nữa nhỉ? Vâng, thế thì xin mời anh suy nghĩ. Chuyện ngày xưa khi về ba được làm giải trí. Đúng rồi. Từ tay không, mọi người chung sức đắp xây nên. Tôi biết. Chặng đường đã qua, lấy nghĩa tình đặt thành nền móng. Đúng rồi. Hiện thực hóa ước vọng, để lên sóng bao nhiêu trường trình. Chuẩn, đúng rồi ạ. Và ngày nay, khi muôn nơi công nghệ đổi thay. Rồi. Mình luôn mơ ra thế giới chúng ta ngang tầm. Dù bao khó khăn, có chương trình phải vì doanh số, thì mình vẫn luôn mơ một ngày mai phát triển rực rỡ. Đấy, tôi nghĩ là chỉ nghĩ được đến thế thôi anh ạ. Vâng, vậy phương án D là gì ạ? Vẫn phải trả lời à? Vâng, và tôi xin nói luôn là chúc mừng anh với ba phương án đầu tiên thì tôi xác nhận là đã đúng rồi. Bây giờ chỉ còn thiếu phương án D nữa thôi là anh sẽ hoàn thành được câu này. Anh đừng có giục, phải để tôi suy nghĩ, một tỷ đâu phải ít đâu. Vậy thì xin mời anh suy nghĩ tiếp. Mơ đi những con người nhiệt huyết, cùng sức vóc đôi mươi, còn căng đầy khát vọng. Đúng, thế tôi xác nhận. Mơ đi, mơ mộng thêm đi, để mỗi ngày về mà làm cuộc sống thêm tuyệt vời. Hay quá, tôi sẽ cùng anh. Mơ đi những con người nhiệt huyết, cùng sức vóc đôi mươi, còn căng đầy khát vọng. Tuyệt vời. Mơ đi, cứ mơ mộng thêm, để mỗi ngày về ba là cuộc sống thêm tuyệt vời. Tuyệt vời. Vậy phương án D là gì ạ? Vẫn phải đưa ra đáp án à? Vâng, phương án D là gì ạ? Nói chung là tôi cũng không có đáp án cụ thể, nhưng mà nói chung là cứ mơ đi anh ạ. Mơ đi, phương án D là mơ đi. Xin chúc mừng anh. Chính xác. Đó là hãy mơ đi và dám mơ những giấc mơ lớn, dám mơ những giấc mơ đẹp. Đó là bốn định hướng của VTV3 trong tương lai. Xin chúc mừng anh đã hoàn thành xong câu cuối cùng của Ai Là Tỷ Phú. Ôi trời ơi, vậy là tôi đã trả lời xong. Đúng. Tôi đã trở thành tỷ phú. Đúng. Các con ơi, bố là tỷ phú rồi. Ở nhà các cháu đang xem TV kìa, bố là tỷ phú rồi. Vâng. Dạ. Anh ơi, theo đúng như chương trình thì là... Thưa quý vị, tiếng còi báo hết giờ đã kêu lên. Và như vậy chương trình của chúng ta xin kết thúc ở đây. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chưa biết xét. Quy định của chương trình là bất kể lúc nào mà tiếng chuông báo hết giờ vang lên thì dừng ngay lập tức chương trình, kể cả là chưa làm xét. Vâng. Ôi sao V3 lại chơi kiểu này nhỉ? Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Chúng ta dành một tràng pháo tay cho anh Tự Long. Sao V3 kỳ lạ thế nhỉ? Sao lại chơi kiểu này nhỉ? Giả trở lại với quảng trường những giấc mơ trong chương trình truyền hình trực tiếp kỷ niệm 25 năm kênh VTV3. Thưa quý vị, trong thời kỳ đầu thì để đáp ứng được nhu cầu về văn hóa giải trí của quý vị khán giả, VTV3 mang tới những món ăn tinh thần dung dị, hóm hỉnh và có hình thức cũng như là nội dung tương đối giản dị. Và qua thời gian thì các thiết bị giải trí ngày càng thuận tiện, hiện đại hơn, nhu cầu của khán giả cũng cao hơn. Vì thế, giấc mơ của chúng ta ngày càng lung linh, rực rỡ, những chương trình của VTV3 lại càng đa dạng hơn. Ngay bây giờ, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng đến với không gian của nhà hàng những giấc mơ và hãy cùng gặp gỡ với những gương mặt đã tạo ra khá nhiều những sắc màu đặc biệt cho VTV3.
xin chào. Quý vị đang có mặt cùng chúng tôi trong cái nhà hàng mà chúng tôi gọi là nhà hàng những giấc mơ. Chúng tôi quan niệm là một cái kênh truyền hình như VTV3 ấy, nó cũng như một cái nhà hàng. Ở đấy có rất nhiều các thực khách khác nhau. Từ lứa tuổi, nghề nghiệp, giới tính. Các thực khách hôm nay thì vừa là thực khách của nhà hàng, nhưng thực chất ấy, họ lại là những người trực tiếp cùng với chúng tôi pha chế các món ăn để phục vụ tất cả quý vị. Đầu tiên ấy, Bi, con có nhớ là VTV3 là có chương trình Chiếc Nón Kỳ Diệu đúng không? Thực ra là hồi đấy là con thậm chí chưa sinh ra. Chưa sinh ra? Bởi vì là con là nhỏ tuổi nhất ở đây, cho nên con được ưu tiên số 1 luôn. Đây, nó có cái bàn xoay này. Bây giờ con bấm một cái đi. Ok. Đây. Con muốn vào ô nào? 90% là ô phân được. 100% luôn. Phân được. Đây, món quà của Bi đây. Bác vẫn muốn con có biết không? Một cái câu hỏi mà bác đưa ra nhá. Đây là chúng tôi đang muốn nói tới những cái chương trình hoặc là những phim mà từ thiếu nhi đến người lớn đều thích. Thì ở ô số 1, con có biết đấy là chương trình gì hay là phim gì không? Nó chỉ có mỗi chữ ở thôi. Con chứng minh luôn là con không biết. Không biết. Sau khi con thì, bởi vì là có thể là cũng chương trình đấy, rất có thể là con lúc đấy cũng chưa ra đời. Cháu xin sử dụng quyền trợ giúp và gọi điện thoại cho người thân ở bên cạnh. Đúng rồi. Anh Quang Thắng không biết có phải chương trình đấy không anh? Đúng rồi. Đúng rồi. Thế thì chuẩn rồi. Chị Thủy dẫn. Đúng rồi, chị Thủy dẫn. Thế đó. Là ở nhà chủ nhật. Ở nhà chủ nhật. Chính xác. Mọi người xem có đúng không ạ? Chiều các chủ nhật. Ở nhà chủ nhật. Lên sóng lần đầu tiên vào năm 1998 là một trò chơi truyền hình với sự tham gia của các gia đình. Chương trình đã tạo nên dấu ấn sâu đậm cho khán giả. Ô chữ thứ hai của chúng ta chỉ có chữ ò và ơ. Đó. Ò. Ò. Ơ. Đó. Ò. Anh Sâm mạnh dạn đưa ra thêm một gợi ý, thế là đoán ngay. Câu đầu tiên của Hoàng Giọng Hai nhá, là chữ T. À, trò chơi. À đúng rồi, trò chơi. Ok, được con, được. Bị được ấy. Trò chơi liên tỉnh chắc. Không đủ. Ôi, em ra rồi. Ra gì? Trò chơi âm nhạc. Trò chơi âm nhạc. Đó là câu trả lời đúng rồi, có gì đâu. Đúng rồi. Vâng, đúng rồi. Trò chơi âm nhạc. Trò chơi âm nhạc được xem là sự kế thừa từ chương trình Thế kỷ âm nhạc phát trên kênh VTV3 từ năm 2001. Từ khi lên sóng, trò chơi âm nhạc đã trải qua 3 phiên bản với hình thức thể hiện và luật chơi khác biệt. Bây giờ là cô rất dài này, là chỉ có 2 chữ thôi. Đây là một bộ phim được rất nhiều các khán giả Việt Nam yêu thích. Có phải là phía trước là bầu trời không nhỉ? Phía trước, anh ơi, em nghĩ là chuẩn đấy. Phía trước là bầu trời là một... bộ phim mà anh Đỗ Thanh Hải làm đạo diễn. Nét căng luôn. Ok, phía trước là bầu trời, đúng. Đấy. Này, tên là Hương này. 2002 gì này. Đó. 2002, 2003, em trong cũng tầm đó. Anh Quỳnh này mất rồi này. Thời nhạc phim bắt đầu hay luôn, nó tách ra thành một nhạc riêng cũng đã hay rồi. Một cái trò chơi Chiếc Nón Kỳ Diệu mà chúng tôi tận dụng để nhớ lại một số những cái game show cũng như là một số bộ phim. Và bây giờ chúng ta nhìn lại thì thấy rằng là chúng ta cũng một khối lượng trò chơi với lại phim ảnh trên truyền hình cũng rất là nhiều đúng không? Phải nói rằng là từ khi ra đời cho đến bây giờ thì VTV3 vẫn là một kênh mà uy tín nhất, mọi người xem nhiều nhất. Bây giờ em làm việc với những nhà sản xuất, những công ty truyền thông. Một trong những cái câu đầu tiên nếu mà họ muốn thuyết phục một ai đó để làm, đó là chương trình sẽ được phát sóng trên VTV3. Đúng rồi. Rõ ràng là VTV3 góp phần không nhỏ, có thể nói là góp phần lớn vào việc gọi là nâng cao thương hiệu của đài truyền hình Việt Nam. Baby cùng với lại bố Xuân Bắc cũng tham gia trực tiếp trong một chương trình rất nổi tiếng là Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế. Bi ơi, con còn nhớ những ngày mà cùng bố tham gia chương trình đấy không? Ôi bố, bây giờ nói thật lên rồi rồi. Nói thật là con không còn nhớ gì. Con nói thật là con không nhớ gì. Thưa quý vị, những nhân vật như thế họ làm nên những chương trình hay hấp dẫn ở chỗ đó. Cũng nhờ có VTV3 giúp cho bố con tôi có được những thước hình lưu trữ. Và đấy là những trải nghiệm thật, những cảm xúc thật. Mà nếu như bình thường không có chương trình thì không có những cái khoảng thời gian đấy. Bây giờ là em được quyền quay. Em quay đi. Dạ. Phân thưởng. Mất được thì bây giờ đến lượt cụ thôi. Cụ Lanh, cụ bấm đi. Vâng, bắt đầu. Đấy, bây giờ nó bắt đầu xoay. Bí đoán là gì? Con đoán là ngược lại. Là gì? Thêm lượt à? Vâng. Là thêm lượt à? Vâng. Thôi,
sao lại đoán đúng thế? Bác khẳng định Bi là một người rất là hiền. Bởi vì sao con biết không? Các cụ nói là ở hiền gặp lành, cho nên là luôn luôn là gặp cái may thế. Cụ ơi, bây giờ anh ơi bấm... em xin lỗi câu này cái. Vâng. Tất cả chúng ta đều hiền. Quý vị đều hiền, hôm nay gặp cụ lành. Vâng, vâng. Cụ lành ấy là một người rất đam mê thể thao, rất yêu bóng đá, đặc biệt yêu bóng đá. Và cụ thì là fan, gọi là fan cứng của MU Manchester United. Cụ đã từng được mời sang bên sân vận động Old Trafford ở bên kia để mà xem trận đấu rồi. Tôi rất yêu cụ, nhưng tôi lại yêu đội bóng khác. Liverpool. Bây giờ là chúng tôi sẽ bật một cái băng có tiếng bình luận bóng đá và cụ xem cụ có đoán được đấy là bình luận viên nào. Kết thúc các trận đấu diễn ra ở lượt trận ngày hôm nay, Lin vẫn duy trì được thành quả mà họ có được trong hiệp 1 để giành chiến thắng với tỷ số 1-0 trên sân của Trabzonspor. Napoli vẫn có được chiến thắng 2-0. Bà thật sự là chưa đoán được. Chưa đoán được đúng không? Cương. Vâng, tạm ứng Cương hả? Vâng. Những kết quả mới nhất từ những trận đấu đã kết thúc. Ồ, Cương thật. Ồ, Tạ Biên Cương. Đấy, giờ chưa? Tạ Biên Cương. Nhưng mà nghe lạ nhỉ? Nghe lạ. Đúng không? Phải nhắc lại một cái kỷ niệm với bà Lành là tôi ngày xưa tôi dẫn cái chương trình Ai là Triệu Phú ấy. Vâng. Thì có duy nhất một chương trình Ai là Triệu Phú không giống bất kỳ một chương trình Ai là Triệu Phú nào ở Việt Nam cũng như ở trên toàn cầu. Đấy là chúng tôi làm chương trình Ai là Triệu Phú ngay tại nhà của bà Lành. Lần đầu tiên ekip của chương trình Điều ước thứ 7 tổ chức một chương trình Ai là Triệu Phú đặc biệt. Không chỉ đặc biệt về nội dung, đặc biệt về người chơi, về không gian ghi hình mà khán giả cũng đặc biệt không kém. Những cậu bé tinh nghịch thì thường chọn cho mình chỗ ngồi khá là cao và xa. Chương trình đó chương trình Điều ước thứ 7. Vâng. Vâng. Các chương trình đều mang tính nhân văn. Dạ. Chương trình nào tôi cũng thấy thế. Hãy xem trong những cái cảnh, cái nhân vật đó nó gặp khó khăn, bệnh hoạn này. Ngoài cái ốm đau, người ta lại có những cái hoàn cảnh khác nữa về cơ sở vật chất. Và người xem, tôi nghĩ phần nhiều là chảy nước mắt. Mà chính bản thân tôi nhiều khi xem cũng không cầm lòng đầu luôn. Đúng của anh. Vâng, chúng tôi làm giải trí nhưng mà trong tất cả mọi chương trình giải trí nó đều hướng tới một cái điều thiện. Nhà báo Trương Anh Ngọc thì từ nãy giờ nghe một cái fan hâm mộ của Manchester United. 203 thì em đang ở đâu? Ở trong nước. 203 em đang ở trong nước. 2007 em mới đi. Tại sao anh hỏi 203? Bởi vì năm 2003 nó có một cái sự kiện là SEA Games 22. Bọn anh làm SEA Games 22 trong một cái tâm thế là chưa bao giờ làm và vừa làm vừa học. Đấy là sự kiện em nghĩ là lịch sử đấy. Bởi vì lần đầu tiên VTV3 đóng một vai trò quan trọng như thế trong việc truyền trực tiếp, điều đấy đòi hỏi một nỗ lực cực kỳ lớn luôn. Và em nghĩ rằng là chính từ sự kiện 2003 đấy mà về sau ấy, VTV là mạnh dạn làm các chương trình lớn liên quan đến thể thao luôn. Đúng. Trước đó là đã có truyền hình trực tiếp các trận đấu của giải vô địch quốc gia rồi nhưng mà vẫn còn rất là sơ khai và quay chậm cũng rất là ít. Nhưng kể từ sau 2003 trở đi là quay các trận đấu của đội tuyển của chúng ta, rồi là các trận đấu của giải V-League là bắt đầu hay hơn hẳn, nhiều máy hơn hẳn và xem nó sướng hơn hẳn. Tôi còn nhớ là chỉ có cái đêm khai mạc SEA Games ấy là họ tổng duyệt tới 6 lần. Và 6 lần họ tổng duyệt là 6 lần chúng tôi quay. Cho đến khi vào trận chiến thực sự trực tiếp thì các quay phim gần như là biết cái gì nó diễn ra rồi, không cần phải chờ đến lệnh của đạo diễn và đã thuộc lòng rồi. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi thôi cần cù bù thông minh. Vì kênh giải trí mà, cho nên là nó phải đáp ứng được đời sống tinh thần rồi tâm hồn của con người. Trên câu hỏi mà chúng tôi đưa ra ấy là gì? Là đây là một vị bác sĩ mà có thể chữa lành tâm hồn cho tất cả khán giả vào mỗi dịp cuối tuần. Anh bấm đi. Bắt đầu. Bi sẽ đoán xem là chú Ngọc sẽ vào ô gì. Tức là nó sẽ không vào điểm đâu, nó sẽ vào một cái chữ cuối cùng. Đúng vào chữ rồi. Vào chữ nhưng mà là chữ chuyển bàn. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ chuyển bàn theo đúng cái luật chơi của chiếc nón kỳ diệu ngẫu hứng tại nhà hàng của những giấc mơ. VTV3 xin chào. Đây là những thực khách vô cùng thân thuộc của chúng tôi. Câu hỏi là đây là một vị bác sĩ mà có thể chữa lành tâm hồn cho tất cả mọi người vào mỗi cuối tuần. Thật như bác sĩ nhà thơ thì đúng không anh? Nếu mà bác sĩ nhà thơ thì có anh bác Hoàng Nhuận Cầm. Đúng rồi, bác sĩ Hoa Súng. Bác sĩ Hoa Súng. Rồi anh ơi. Dạ, đi đâu thế ạ? Bệnh viện tâm thần. À xin lỗi, nhà ông xin lỗi, quyền. Khẩn trương lên. Mà vui lắm, em rất thích chương trình đó. Với là cái dáng của anh Hoàng Nhuận Cầm nó nhỏ mà anh rất là hài hước, anh còn hơn nghệ sĩ nữa. Mà đúng ra đó là bác sĩ chữa lành những vết thương. Bác sĩ Hoa Súng đúng ở trong cái chương trình đó đấy. Và đấy là câu trả lời đúng đó. Đúng luôn. Đó là một trong những thời em nghĩ rằng hoàng kim của em. Bởi vì một diễn viên trong Nam mà được ra phía Bắc, mà đặc biệt là được đóng phim của VTV3, một đài truyền hình quốc gia, thì phải đó là niềm tự hào.
và ai cũng mong muốn đạt đến điều đó. Chắc không cần phải nói, quý vị cũng biết là Quyền Linh là tham gia ở rất nhiều các thể loại game show trên truyền hình. Anh Hoàng Hiệp thì chắc cũng có cái cách nhìn khác về những chương trình giải trí trên kênh VTV3, bởi vì anh là tham gia với chúng tôi hầu như trong tất cả những game show đầu tiên mà chúng tôi tự sản xuất, từ SV cho đến những chương trình cho các cái đối tượng khác nhau, thì hồi đấy tôi đều nhờ cái sự tham gia của chỗ anh Hiệp. Anh Sông còn nhớ là bàn cái chương trình SV96 ấy, chúng ta bàn ấy là góc độ là đây là một game show, thế nhưng mà không phải là một cái giải trí đơn thuần, mà thông qua cái phương thức là gì, là tổ chức các trò chơi rất vui vẻ để làm gì, để truyền tải các thông điệp. Lúc ấy thông điệp lớn nhất là gì, là sinh viên nhìn nhận các vấn đề của xã hội. Cái cách đó thì cái tính giáo dục rất cao, nên là nhiều khi chúng ta cứ nghĩ VTV3 là một cái giải trí thông thường, nhưng không phải. Thông qua cái phương thức ấy để làm gì, để truyền tải các thông điệp, đặc biệt là đến ở thời điểm này các định hướng giá trị nó có thể nó đang ở chỗ này chỗ kia nó khác nhau. Đúng rồi. Thì thông qua cái phương thức này để định hướng giá trị, đặc biệt là cho lớp trẻ, thì lại rất quan trọng. Thì đấy mới tôi nghĩ là cái đóng góp của VTV3 trong suốt 25 năm. Sau SV thì bắt đầu làm lúc ấy là khách mời V3, nhạc sĩ ca khúc mới, tác giả tác phẩm, để truyền tải các thông điệp về văn hóa, để giới thiệu các gương mặt mới, mà Bằng Kiều, Mỹ Linh, anh Tuấn vân vân, lúc ấy là xuất hiện. Và từ SV bắt đầu bung ra một loạt các chương trình. Nông dân có Nhà Nông Đua Tài, đúng không? Công nhân có Giờ Thứ Chín. Sinh viên thì có Chung Chung Vạ, học sinh thì có Đường Lên Đỉnh Olympia, có Bảy Sắc Cầu Vồng trước đấy, đúng rồi. Trẻ con từ cái thời Vườn Cổ Tích cho đến từ sau Đồ Đêm Mỹ. Cho người lớn tuổi vẫn đang rồi. Vui khỏe có ích. Từ trẻ em đến người lớn, thanh niên, rồi các cái ngành nghề khác nhau, nông dân, công nhân, chúng tôi đều cố gắng đáp ứng. Thực ra thì đó cũng là cái lý do mà tại sao chúng tôi quyết định là dựng cái bối cảnh nhà hàng. Chúng tôi luôn luôn mơ ước là trong cái nhà hàng này thì sẽ đón được rất rất nhiều các vị khách sau khi đã dùng bữa xong, ra ngoài và cảm thấy hài lòng. Thì cái đấy, thưa quý vị, là hạnh phúc của những người nhân viên phục vụ trong nhà hàng VTV3. Nhà hàng của những giấc mơ. Nào, chúng ta cùng nâng ly, thưa quý vị khách quý của chúng tôi. Rất cảm ơn quý vị đã đến với nhà hàng của những giấc mơ. Với tôi, 25 năm vừa rồi đã là những tháng năm vô cùng rực rỡ. Tôi yêu VTV3, tôi hài lòng với những gì tôi đã làm cùng với VTV3. Và tôi hy vọng các bạn trẻ sau này sẽ còn những tháng năm rực rỡ nhiều hơn nữa ở phía trước. Chúc các bạn thành công. Ta-d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 a-
lại ngày tháng dấu yêu ngày xưa, tìm một thời đã dĩ sâu bao mộng mơ, tìm lại hạnh phúc chưa có bao giờ, tìm lại rực rỡ năm tháng tuổi thơ. Nhiều lúc ta loay hoay cuốn theo vòng xoay, ngày cứ thế trôi qua, thời gian sao nhanh quá. Rồi bỗng dưng hôm nào ký ức tràn về đây, tìm thấy nhau hôm nay mà như mới hôm qua. Nhiều lúc ta hoang mang nhiều lúc ta loay hoay cuốn theo vòng xoay, ngày cứ thế trôi đi, thời gian sao nhanh quá. Rồi bỗng dưng hôm nào ký ức tràn về đây, nhìn thấy nhau hôm nay lại nhớ ngày xưa ấy. Bài hát mộng ngày thơ, bài hát mộng mơ. Ai quên, em quên, không phải anh quên. Bài hát ngày thơ, bài hát mộng mơ, còn mãi theo ta hoài suốt quãng đời. Thưa quý vị, tôi phải lên đây bởi vì cái tên chương trình nó quá gợi cảm đi, nó quá hay đi. Quảng trường những giấc mơ. Và nơi đây tôi lần đầu tiên được thực hiện giấc mơ của mình ấp ủ lâu nay. Và để tôi ngồi dưới có nói chuyện với mấy chị Diễm Quỳnh hay là chị Trần Hồng Hà, thì tôi có nói rằng hôm nay là tôi sẽ thực hiện giấc mơ được hát trên sân khấu với một cô ca sĩ mà tôi vô cùng yêu quý trong suốt 25 năm vừa rồi. Và đặc biệt cái giấc mơ của tôi nó hoàn hảo đến mức mà tôi lại được nhạc sĩ tác giả của cái bài hát này đệm đàn piano, cho dù anh đệm rất khó khăn đối với tôi. Nhưng mà thôi, Đức Chí, xin mời nhạc sĩ Đức Chí lên đây ạ. Vâng, đây là những người bạn thân yêu của chúng tôi trong suốt 25 năm vừa rồi. Thưa quý vị, nhạc sĩ Đức Chí và ca sĩ Mỹ Tâm. Vừa rồi chắc là lần đầu tiên em đệm vất vả như thế và hoang mang đến như thế đúng không? Sao? Em nghĩ rằng là em được đệm cho một người như anh Sâm hát bài hát của em thì đó là vinh dự của em thì đúng hơn, là không phải, không có vất vả gì cả, là em quen rồi. Bài, cái bài hát đấy Mỹ Tâm biết không, và quý vị biết không, tôi cứ lẩm nhẩm chiều nay tôi mới tập, và mấy cái câu anh Đức Chí anh sáng tác ấy, thì tôi hoang mang, cho nên là trong đầu tôi đáng lẽ là của cái câu đầu là nhiều lúc ta loay hoay cuốn theo vòng xoay, thì tôi cũng nhiều lúc tôi loay hoay, nhiều lúc tôi hoang mang, tôi cứ thấy hoang mang thật sự. Vâng, thưa quý vị, và thưa quý vị là ca sĩ Mỹ Tâm ấy, thì khi mà tôi biết là cô ấy đến với chương trình này tôi mừng lắm, bởi vì là cô ấy là một cái vị khách mà xưa nay chưa bao giờ hỏi chúng tôi là chương trình này bao nhiêu tiền, chương trình này thế kia. Cô ấy, chúng tôi mời cô thu xếp được thời gian là ngay lập tức cô đến, chỉ có điều là tôi cứ hồi hộp bởi vì cô có một cái bài hát mà hay lắm, nhưng mà nếu mà cô mà hát ở đây trong chương trình này thì tôi cảm thấy tủi thân nếu như hát cho chúng tôi nghe VTV3 cái bài gì nhỉ, người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa. Nếu mà đến đây mà hát cái bài đấy thì tôi cảm thấy vô cùng là tủi thân. Để em đổi lại. À, em đổi lại được không? Vâng, em đổi ngay bây giờ đi. À, ví dụ như là mình hãy, nếu mà chú muốn thì em đổi được. Mình chú hay anh, chú hay anh. À, sao? À, nếu anh chú muốn thì em vẫn đổi được. Đừng có mà nói đến chuyện chú với anh ở đây nhá. 20 năm trước là Mỹ Tâm gặp chú. Anh chú Lại Văn Sâm là 20 năm trước. Cô khi đó 15-16 tuổi thôi à? Vâng. Chú bé cả. Bé, là... vâng. Còn bây giờ thì cô ấy vẫn còn bé, nhưng mà người thôi. Người hãy yêu em đi và đừng quên em nhé. Oh. Nếu anh không còn gì để vương vấn thì hãy yêu em đi. Wow. Đó là bài mà tôi chờ. Đó là bài mà tôi chờ lẽ ra hát cái bài đấy. Nhưng mà phải nói rằng nhạc sĩ Đức Chí ấy, em biết không, cái bài của em ấy là nó khiến anh không biết là em hát tặng ai, mà anh có cảm giác như hát tặng VTV3 đúng cái dịp này 25 năm nhớ lại những cái chặng đường.
ở trong đấy nó có những câu hát nó quá hợp đi. Thật ra là các ông nhạc sĩ thường thường hay viết một cái chủ đề này mà nó trúng vào nhiều chủ đề khác. Bởi vì là không bao giờ nên để có mỗi ông Trịnh Công Sơn hay để tên người ta vào thôi. Chứ còn thật ra là nhiều nhạc sĩ không để tên. Vào đây cũng đúng, vào bên kia cũng đúng. Và ai cũng nói là bài này viết cho em. Đúng rồi. Đấy, là Mỹ Tâm hát thì chắc nghĩ rằng viết riêng như Mỹ Tâm đúng không? Đấy, bài này đúng không? Đúng là viết hôm nay thì tôi nghe tôi lại bảo là hôm nay viết cho VTV3. Đấy, bài này thì là... anh Chí nói đúng là trong trường hợp nào cũng đúng cả luôn. Đối với 25 năm của VTV3 thì đây là một bài hát tuyệt vời. Có cái là nếu mà muốn nói viết riêng cho em thì hơi ích kỷ cá nhân quá đúng không ạ? Thôi thì viết cho em thì cũng như là viết cho VTV3 đi, bởi vì là đấy là tình yêu một người nhạc sĩ dành cho một ai đó hoặc một cái tập thể nào đấy đúng không Đức Chí? Trong một nhạc đúng. Phim ạ. Trong em hát ạ. À cho bài em hát trong phim ạ. Vâng. Thôi rồi thế thì cũng được. Cũng được, trong phim cũng được, ngoài đời cũng được, trên sân khấu này càng tốt. Khi mà hát với chúng tôi ở kênh VTV3 này càng tốt. 25 năm đã trôi qua. Thôi mình sẽ không chiếm dụng sóng, bởi vì là thực ra hôm nay anh tranh thủ anh chiếm sóng là bởi vì là tôi biết là nếu như hát vừa rồi mà hát ở trong chương trình ghi hình thì kiểu gì biên tập nó cũng cắt của tôi, bởi vì nó không ra gì cả. Nhưng mà hôm nay trực tiếp cho nên không cắt được, cho nên phải nghe thôi. Cho nên cảm ơn quý vị đã chịu đựng trong suốt cái thời gian mà tôi hát vừa rồi. Cảm ơn quý vị thật nhiều. Thế còn với Mỹ Tâm ấy và với Đức Chí, tôi chỉ muốn hỏi các bạn đến với VTV3 xem VTV3 từ năm 1996 đến giờ, và khi đó tôi đã gặp cả Mỹ Tâm, cả Đức Chí từ những năm đấy, các bạn đều bày tỏ tình cảm với cái kênh mới ra đời của chúng tôi, kênh VTV3. 25 năm nó trôi qua, thời gian nó đã không phải là nhiều lắm nhưng cũng không ít. Thì bây giờ cái tình yêu đấy còn được bao nhiêu phần trăm với kênh VTV3 của chúng tôi? Thật lòng mà nói thì em chỉ cần coi VTV3 thôi. Là bởi vì là cái giờ mà xem tin tức thì bật VTV3 lên cũng có tin tức luôn. Thành ra là không phải chuyển kênh gì cả, cứ một kênh mà xem. Đấy, mà từ lúc bắt đầu xem cho tới bây giờ thì cũng cứ một bật lên là để cái đó luôn. Và để cho tới bây giờ, từ lúc SV96 đúng không nhỉ? Đến bây giờ, lúc đó là em được 3 tuổi đó. Mà bây giờ đến hôm nay là 25 năm rồi. Sao? Thế thì em không lẽ em mới sinh ra là em lại thôi mình gạt cái chuyện tuổi tác đi. Vâng, khi anh 20 thì em mới sinh ra đời. Ok, thì em sao? Em bây giờ nói đi. Chỉ ngắn gọn là nếu mà VTV3 còn thì em còn thôi. Thế thì mình cái bài mà đúng vào đấy, cái bài hát em hát là đúng đấy. Vâng. Mình cứ yêu nhau đi và mình và yêu còn nhau, bên mãi. Nhau mãi mãi nếu đúng. Không yêu thì mình lại yêu nhau mãi mãi thôi. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn Đức Chí đã đến với chúng tôi. Và thưa quý vị, một cái quảng trường của những giấc mơ, cái tên nó rất hay, nó phù hợp với lại cái kênh VTV3, một cái nơi mà tôi nghĩ rằng có rất rất nhiều người, không chỉ có các nghệ sĩ đâu thưa quý vị, là đã trưởng thành từ đây, đã thực hiện được những giấc mơ của mình ngay tại trên kênh VTV3 của chúng tôi. Và kênh VTV3 đến bây giờ tôi có thể khẳng định một điều chắc chắn, đó là nơi thực hiện hóa những giấc mơ. Các chương trình có thể là có những cái tuổi thọ khác nhau, rồi chương trình qua đi rồi chương trình mới sẽ lại sẽ được xây dựng nên. Có thể cái điều còn đọng lại từ các kênh truyền hình chính là những cái cảm xúc TV luôn luôn gắn với tình yêu thương, với sự bình yên và với gia đình. Khi bắt đầu bọn mình tốt nghiệp trường điện ảnh năm 86 thì bắt đầu là điện ảnh thoái trào. Thế mình rất là tuyệt vọng, chưa nói về làm nghề nó bị cùn đi mà thu nhập cũng không có, mà khán giả không biết đến. Nên tất cả một cái nó sụp đổ. Thế thì cũng may chính vì khi có phim truyền hình ra thì cứu vãn tất cả những cái nghệ sĩ bên điện ảnh, cả các nghệ sĩ sân khấu nữa. Ngày xưa là ít phim lắm, rồi mỗi lần đóng phim thiêng liêng lắm, rồi mà bạn phải không phải riêng diễn viên đâu, mà mỗi lần bắt đầu VTV3 phát phim là gần như là ngoài đường vắng. Cái ước mơ nghệ sĩ nói chung thì đều muốn sống được bằng nghề. VTV3 là cái cầu nối để cho khán giả biết đến mình và mình được làm nghề. Sau khi nhận cái bài thì mọi người cũng chú ý đến em hơn và mọi người động viên là em ngồi đó học rồi nhé. Trước mình cũng tạo cho Bôm cái tự tin rất nhiều, nhưng đúng là sau chương trình đấy thì Bôm cảm thấy mình yêu thương, làm nên rất tự tin nhỉ. VTV3 đã tạo cho con rất là nhiều các cơ hội để mình được trải nghiệm rất nhiều thứ, và con nghĩ là cái trải nghiệm đấy làm cho con chững chạc hơn rất là nhiều, được thể hiện cái khả năng ca hát của mình sau các cuộc thi và các chương trình lớn của VTV3. Có lẽ 2004 là một cột mốc mà khó quên trong sự nghiệp ca hát của Tùng Dương. Cột mốc đầu tiên có cái cơ hội giới thiệu giọng hát của mình tới đông đảo công chúng. VTV3 đã là một nơi chắp cánh cho cái sự nghiệp của Tùng Dương ngay ở những cái thời kỳ đầu.
và được công chúng biết đến nhiều hơn qua những tuần liên tiếp và với chiến thắng của cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn. Tham gia trên đỉnh đường lên đỉnh Olympia nó chính là cái ước mơ của em. VTV3, ekip Olympia đã giúp em hiện thực hóa ước mơ đó. Hồi năm 2012 là một cái thời gian rất là quan trọng. Câu chuyện mở rộng Hà Nội là cả một cái cuộc tranh luận rất là lớn. Lúc bây giờ là nó rất là căng thẳng. Bởi vì tôi hoàn toàn ủng hộ cái việc mở rộng Hà Nội. Cái chuyện xuất hiện trên VTV3 là một cái tôi nghĩ rất là quan trọng, và nó có cái sức hút rộng rãi như thế thì cái sự hiểu biết nó rộng rãi hơn của nó làm dễ dàng hơn cho công việc. Tôi cũng rất là mừng lúc bây giờ là tôi có hai cái dự án mà mãi nó tiến lên được và tôi cũng băn khoăn. Thì có rất nhiều người cũng xem cái chương trình ấy và cũng quan tâm, cũng rõ ràng công việc thuận lợi hơn hẳn. Khó có thể nói được là cái đấy đo đếm như thế nào, nhưng chắc chắn là cái không khí, cái tinh thần, cái sự hanh thông nó cũng đến nhiều hơn. Phải nói là VTV3 đã là cái nơi để hiện thực hóa cái giấc mơ của mình. Đấy là một cái niềm may mắn và một sự hạnh phúc, và đấy là một cái cơ hội đã thay đổi cả cuộc đời của Minh Nhật, làm cho mình đang từ một cô nhân viên ngân hàng bình thường trở thành một người được nhiều người biết đến hơn, và cũng có thể bắt đầu một cái sự nghiệp như là mình mong muốn, là làm một người đầu bếp. Không biết tôi mới nhớ là mẹ con mình đã gặp ai không? Chú Quang Hải, chú Đức Trinh, và chú Văn Hậu. Đúng chưa? Lúc đó là mình đang sát cái trận chung kết của Việt Nam tại AFF Cup, và rõ ràng là mọi người biết nếu như không phải là VTV3 thì không có ai có thể mà mang được bốn chú đến được trường quay và có một cái buổi gặp như thế. Trong cái suy nghĩ của tôi thì thực sự VTV3 giống như là một cô tiên ấy, tức là với một cái chiếc đũa thần của mình thì mới có thể giúp cho những cái ước mơ đã thực sự trở thành hiện thực. Tôi nghĩ rằng có thể vì VTV3 giống như là một địa điểm chia sẻ và kết nối để cho những ước mơ được cộng hưởng và giúp cho những ước mơ trở thành hiện thực và làm nên một ước mơ lớn, một ước mơ chung mang lại giá trị cho đất nước và cuộc sống của con người Việt Nam chúng ta. Tình cảm và sự tin yêu của khán giả sẽ luôn là định hướng cho kênh VTV3, và đó cũng chính là điểm xuất phát, đó cũng chính là nơi ta thuộc về. Bao năm qua dẫu lắm bộn bề, nhưng đam mê trong tôi vẫn thế. Lúc bé thơ tôi luôn mơ như bây giờ được sống với những yêu thương. Đường tôi đi đâu cũng là nhà, và tôi mang tiếng ca khắp lối, ánh sáng nơi sân khấu, tiếng vỗ tay cứ khiến trái tim tôi vỡ hòa. Giờ đây tôi biết đâu là nơi tôi thuộc về. Tôi sẽ tin vào ngày mai, dù cho những khó khăn, dù cho đỉnh núi cao kia còn xa lắm. Đêm tin ta cùng ngân nga, ta cùng ngồi gần lại. Và tôi vẫn hát, hát, hát cho thơ ước vọng, cho đến khi nào con tim này ngừng đập. Tôi là một nốt nhạc. Trong gai ngại gì? Vì tôi theo niềm tin dẫn lối, ánh mắt không quên mang theo bao kỳ vọng, được hát hết những yêu thương. Đường tôi đi thanh xuân một đời, thanh xuân một đời. Và tôi theo đam mê dẫn lối, ánh sáng nơi sân khấu, tiếng vỗ tay cứ khiến trái tim tôi vỡ hòa. Và giờ tôi biết đâu là nơi tôi thuộc về. Dù cho đỉnh núi cao kia còn xa lắm, đêm tiếng ca cùng ngân nga, ta cùng ngồi gần lại tâm hồn hòa nhịp. Mà tôi vẫn hát, hát, hát cho thơ ước vọng, cho đến khi nào con tim này ngừng đập. Tôi là một nốt nhạc. Nếu vẫn giấc mơ, tôi không còn là tôi.
mãi ước nguyện một đời được kiếm sống. Xin được cảm ơn gia đình Hoa Dân Bụt, Eric, Hoa Minzy và Đức Phúc. Và các bạn có mặt đây ngày hôm nay giữa quảng trường những giấc mơ, có thể nói rằng là được đứng ở đây có thể là giấc mơ của rất rất nhiều những ca sĩ trẻ khác. Ba gương mặt này là những gương mặt 9X, có thể nói là nổi bật hàng đầu của nền âm nhạc Việt Nam hiện nay. Và các bạn cũng thật trùng hợp đều trưởng thành từ những cuộc thi ca nhạc trên truyền hình. Và đứng đây ngày hôm nay không biết là cả ba đang có cảm xúc như thế nào. Xin mời Eric. Chắc có lẽ là lời đầu tiên thì cho phép con Eric xin được gửi lời chào đến tất cả các cô, các chú đang có mặt trong chương trình Quảng trường những giấc mơ ngày hôm nay ạ. Đúng như lời anh nói thì thực sự đây là một cái nơi mà phải nói rằng là một cái sân khấu mà Eric nghĩ rằng là có rất nhiều những người đang ước mơ được đứng trên sân khấu này, và con cũng như là chị Hoàng Minzy và anh Đức Phúc đều rất rất là cảm thấy tự hào vì được đứng ở trên sân khấu này để có thể hát những bài hát cho các cô chú nghe. Và hôm nay thì thực sự là con cảm thấy rất là vui và cũng như là cũng hơi run một chút xíu, nên con mong rằng là nếu mà có bất cứ cái lỗi gì thì cho chúng con xin phép được bỏ qua. Còn Hoàng Minzy thấy Eric con nói hộ thì có muốn nói thêm điều gì về cảm xúc, cái cảm nhận của bạn khi đứng trên sân khấu của Quảng trường những giấc mơ không? Dạ vâng, thực ra là xưng là con nên em hơi buồn cười xíu. Tại vì thực ra là đã làm nghệ thuật thì chắc chắn là ai cũng muốn được xưng là anh chị thôi, dù chúng ta bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, đúng không ạ? Và chắc là cho thêm xin một lần nữa thì cho Hoàng Minzy thay mặt cho gia đình Hoa Dâm Bụt xin được chúc mừng sinh nhật VTV3. Và bây giờ thì gia đình Hoa Dâm Bụt sẽ có một câu hát để dành tặng cho VTV3, đúng không ạ? Tại vì những lời mà Eric nói thì cũng đã thay mặt cho cả ba chị em rồi. Chưa có thay mặt cho Đức Vân nói. À, thế chưa? Thế Phúc thì cũng muốn nói, Phúc đằng nào cũng muốn nói thì em cũng nói luôn. Đối với em thì VTV cũng như là VTV3 là nơi mà chắp cánh cho ước mơ của em. Bởi vì sau chương trình Học Viện Ngôi Sao ấy ạ, thì em được làm nghề chuyên nghiệp, làm nghệ thuật chuyên nghiệp. Thì với VTV3 là nơi mà giúp cho hình ảnh của Hoàng Minzy được gần hơn với tất cả mọi người. Bởi vì sóng đài truyền hình quốc gia mà, cho nên ở quê hương của em là ở Bắc Ninh, thì hàng xóm láng giềng, tất cả mọi người ai ai cũng mở TV ra xem. Mà chỉ cần thấy con cháu xuất hiện ở VTV3 và VTV thôi thì đấy gọi là rạng danh cả gia tộc rồi. Cho nên là em sướng ạ. Cảm ơn sự chia sẻ rất là mộc mạc đáng yêu của Hoàng Minzy. Thế còn Đức Phúc, đến lượt Phúc được nói rồi. Dạ vâng, cuối cùng đã đến lượt em nói. Thực sự rằng là em sẽ không thể nào bỏ lỡ cái cơ hội rất là vinh dự này để có thể nói lên những cái lời gọi là lời tri ân đến VTV3. Tại vì đặc biệt là ngày xưa hồi còn nhỏ em thực sự đó, VTV3 là một cái tuổi thơ, là một cái thời thơ ấu của em và cũng như của tất cả các anh chị đang có mặt ở đây ngày hôm nay. Và VTV3 cũng chính là nơi mà gọi là để chấp cánh cho cái thành công, mà cũng như là nơi chứng kiến cái thành công của em trong chương trình Giọng Hát Việt, khi mà được gọi là chắc phải đến gần nửa năm sẽ được lên sóng ở VTV3 vào những dịp cuối tuần. Nên thực sự em rất là vui và em rất là vinh dự, và một lời cảm ơn chân thành đến VTV3 rất nhiều. Em cảm ơn. Và một lần nữa xin được cảm ơn Hoàng Minzy, Eric và Đức Phúc. Thật nhanh thôi, các bạn hãy dành câu hát này để chúc mừng cho VTV3 25 năm tuổi. Xin mời. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, VTV3. Và thưa quý vị, rất nhiều những lời chúc nữa đến từ những người bạn thân thiết sẽ gửi tới VTV3 ngay bây giờ. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Trong bối cảnh mà xã hội phát triển với những cái bước tiến rất là mạnh về công nghệ, kỹ thuật, cũng đòi hỏi chúng ta phải có những cái sự sáng tạo, có sự đổi mới, có những ứng dụng về công nghệ, kỹ thuật trong hoạt động sản xuất các chương trình. Làm thế nào để phục vụ được nhu cầu khán giả,
đáp ứng được những cái mục tiêu về giải trí, nhưng đồng thời không thể quên được cái sứ mệnh của một kênh sóng giải trí của Đài Truyền Quốc gia, đó là tính định hướng, đó là những nội dung tích cực, và hơn hết đó là mang lại những giá trị về tinh thần cho rất nhiều tầng lớp nhân dân. Ông mong VTV3 sản xuất những chương trình vui vẻ, thực tế, gần gũi, hấp dẫn và tin cậy, lan tỏa những cái cảm xúc tích cực, dấu ấn riêng biệt, thực hiện được thật nhiều những cái ước mơ, sáng tạo nhiều hơn nữa và sẽ thay đổi nhiều cuộc đời hơn nữa. Như mình nhỉ? Chúc mừng sinh nhật, chúc mừng sinh nhật. La 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 la
các nghệ sĩ đã tham gia trong chương trình ngày hôm nay với chúng tôi. Và ngay tại khoảnh khắc này đây, chúng tôi muốn mời tất cả các nghệ sĩ, các khách mời sẽ cùng bước lên sân khấu để chung vui với chúng tôi trong thời khắc này ạ. Chương trình đặc biệt kỷ niệm 25 năm ngày lên sóng đầu tiên của kênh VTV3. VTV3 xin được gửi tới tất cả các khán giả truyền hình trên khắp mọi miền đất nước lời cảm ơn chân thành nhất từ trái tim mình. Cảm ơn quý vị đã luôn tin tưởng, đồng hành và ủng hộ chúng tôi trong suốt 1/4 thế kỷ qua. Hy vọng rằng VTV3 đã, đang và sẽ luôn luôn là điểm gặp gỡ, là sự lựa chọn của quý vị khán giả, của mỗi gia đình Việt Nam, là nơi mà những giấc mơ được bắt đầu. Ở đó thì các nghệ sĩ của chúng tôi sẽ được tiếp cận quý vị khán giả, sẽ được gần với họ hơn, tiếp lửa nghề, thể hiện tài năng và được tỏa sáng. Những khán giả, những khách mời đến với chúng tôi sẽ được là chính mình, được nói tiếng nói của mình, được thể hiện bản thân và được tiếp thêm sức mạnh. Và thưa quý vị, hãy để cho VTV3 được trở thành một phần ký ức của mỗi người, dù là trẻ thơ hay dù là tuổi thanh xuân, tuổi trung niên hay đến khi về già. Và hãy để cho VTV3 được cùng với tất cả những gia đình Việt Nam hòa chung, cùng lưu giữ những khoảnh khắc tuyệt vời của những giai điệu, những chương trình, những nhân vật truyền hình hay cả những giai điệu nhạc hiệu của VTV3. Chúng tôi thật lòng mong muốn kênh VTV3 và quý vị khán giả sẽ cùng mang một giấc mơ chung, tạo ra một kênh truyền hình có giá trị và mang tới những món ăn tinh thần phù hợp với mọi đối tượng, độ tuổi, vùng miền, nghề nghiệp, góp phần vào việc xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MBB đã đồng hành cùng với chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong tuổi mới tân rực rỡ của VTV3.